Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip trước thì mình đã làm về những S cộng hiện đang có ở trong phần Pokédex này Những S cộng đó đã ra mắt Và trong đó thì có những S cộng nào đáng để nuôi và đáng để lên 8 sao Thì ngày hôm nay mình sẽ làm phần 2 đó là những S cộng còn lại hiện tại chưa ra mắt và đang chuẩn bị ra mắt trong đó thì sẽ bao gồm đó là Celebi, Garchi, Kyurem uh, này, Gengar này, Sylveon này, Zeraora và men đó là những S cộng uh, hiện tại đang có thể là sẽ ra mắt ở trong phần Pokédex này còn Son với hình ảnh này thì uh, chưa xuất hiện được đâu cho nên là chúng ta sẽ đợi uh, bản tiếng Việt sẽ cập nhật thêm được thì lúc đó thì mình sẽ giới thiệu về tiếp chúng ta sẽ cùng đến với s cộng tiếp theo theo như dự kiến thì bản tiếng việt đến thứ bảy tuần này sẽ có sự kiện đấu giá của s cộng mới đó là gh gh đây là một pokemon thuộc dạng hỗ trợ và với khả năng của nó đó là tạo ra những điều ước và bao gồm những cái tính năng sau đó là có khả năng hồi máu này tăng thêm giảm thương này tăng sát thương này tăng thêm tỷ lệ bảo kích này có thể gây ra choáng này giải ứng khống chế và giải ứng bất lợi này thì Giachi đây là một S cộng hỗ trợ tốt từ lúc bắt đầu bản tiếng Trung ra mắt này cho đến bản tiếng Anh bây giờ vẫn là S cộng đi trong team rất là tốt và bản tiếng Trung bản tiếng Anh vừa được chỉnh sửa bộ skill lại càng tốt hơn nữa còn ở bản tiếng Việt thì Giachi nó đã tốt sẵn rồi tuy nhiên nếu mà chỉ sử dụng với 4 sao thì cũng không phải là quá lâu dài bởi vì là Giachi nó sẽ rất cần, cần tốc độ để có thể ra điều ước lúc đó thì nó mới có thực sự hữu dụng nếu mà giả sử nó chết ngay từ lượt đầu tiên chẳng hạn hay là trong hai lượt thì nó cũng chưa thể hiện được nhiều lắm Thế nên là lúc bắt bạn uh, lên 8 sao thì mình nghĩ cũng rất là đáng bởi vì là lúc đó thì Giachi nó sẽ có sẵn 3 điều ước tức nghĩa là có rất là nhiều cái hiệu ứng búp hỗ trợ dành cho team ngay từ lượt đầu tiên Thế nên là à, uh, Giachi này đây là một S cộng đáng để chơi và đáng để lên 8 sao S cộng tiếp theo Kyurem Nếu mà giả sử Raymond Gordon chưa ra mắt thì Kyurem cũng là một S cộng đáng để lấy uh, với khả năng đó là tạo ra được những bung hoa tuyết Bông hoa tuyết này thì dù sát thương mạnh đến đâu đánh vào nó cũng chỉ mất đó là 15% máu thôi và nó sẽ có hiệu ứng khống chế đó là đóng băng và một cái hiệu ứng bất lợi đặt lên địch ngay từ lượt đầu đó chính là săn mồi làm địch bị giảm đi đến tận 90% tốc. Thế nên là chơi với những team tốc độ thì Kyurem có thể rất là cần thiết vừa khả năng khống chế vừa khả năng đó là uh, phòng thủ được. Với Kyurem này nếu lên 8 sao thì nó sẽ tăng thêm khả năng sinh tồn đó là cứ khi máu nó dưới 60% hay 30% thì nó sẽ được hồi lại 20% máu Và nhận được thêm một bông hoa tuyết Nhưng mà Nếu mà lên 8 sao Kyurem Thì mình nghĩ là cũng không đáng cho lắm Sử dụng tốt sẵn ở 4 sao rồi Thì các bạn có thể sử dụng Và để đầu tư cho những Pokemon S cộng khác S cộng kế tiếp đó là Zex Mình đánh giá cao về Zex Khi chỉ với 4 sao Bởi vì là cái khả năng sinh tồn Với cả lượng sát thương nó gây ra cũng không hề nhỏ Nếu các bạn muốn tối ưu sử dụng nó Thì các bạn nên cho đi cùng với cả team thép Hoặc là bọ Bởi vì là khi nó ra đòn tuyệt kỹ thì nó sẽ tiến được vào cái trạng thái trụ pháo và ở cái trạng thái này cứ khi đồng đội hệ bọ hệ thép bên bạn hành động thì nó sẽ bắn ké lên địch đó kèm theo sát thương lan cũng rất là đau. Một cái nhược điểm đó là nó sẽ phải cần chờ đến một lượt để có thể ra đòn tuyệt kỹ. Tuy nhiên nó sẽ có một cái khả năng hồi nộ rất là nhanh đó là lưu trữ bởi vì khi đầy nộ thì nó sẽ lưu trữ lại cái lượng nộ đã thừa ra đó tối đa là 300 nếu các bạn lên được 8 sao thì nó sẽ có được sẵn 300 cái lượng nộ ở trong lưu trữ đó để đến khi chuẩn bị hành động thì nó có thể đắp vào nộ được luôn ở trong lượt 1 nếu các bạn đi cùng giáp đốt chẳng hạn thế nên re sách này đây là một con có thể gây sát thương rất là cao và sinh tồn cũng rất là tốt mà các bạn có thể chơi nhưng mà tối ưu là đi đi cùng với cả team thép hoặc về sau các bạn sẽ cặp với cả mega ski sẽ là một bộ đôi rất là độ là tốt ở trong thời điểm đó s cộng kế tiếp đó là me metal một Pokemon cũng rất là nhí nhảnh Giống như là của Regigas hồi đầu Với Memetal này mình đánh giá à, Nó cũng là một con phòng thủ rất là tốt à, Với khả năng phòng thủ vật lý cũng rất là cao Có lẽ là Zekrom đánh vào nó cũng sẽ không phải là mất nhiều máu đâu Mất rất ít thôi Với khả năng tỷ lệ đỡ à, cực kỳ cao này Và nó cũng sẽ có khả năng đánh trả Cứ khi mà nó đỡ được Và nếu các bạn đấu ở trong cái dạng à, Phần gym ý, nhà thi đấu ý, Thì các bạn gặp nó thì các bạn cũng sẽ thấy đó là đỡ cao và cứ đánh trả lại cũng sẽ rất là đau xe sách này nó sẽ sử dụng tốt sẵn ở 4 sao rồi nếu các bạn lên được 8 sao thì nó có thể tạo được khiên cho team của bạn ngay từ lượt đầu khi bên bạn có thêm hai Pokemon hệ thép nữa và lúc mà trận trở lại nó sẽ nhận một sát thương trí tử nó cũng sẽ tạo khiên dành cho toàn bộ team của bạn này với Memento này nó có khả năng kháng tử đến hai lần và khi mà chết thì nó sẽ biến thành dạng nhỏ hơn cho nên là Memento này là một con thủ rất là tốt để các bạn có thể sử dụng được 4 sao thì mình nghĩ là có thể sử dụng được rồi, còn nếu bạn nào mà lên 8 sao thì mình nghĩ cũng hiểu vậy là cũng không đáng cho lắm, mà lên thì cũng vẫn sẽ rất tốt. Nhưng mà 4 sao sử dụng tốt sẵn rồi thì thôi chúng ta có thể bỏ qua để chờ đến Pokemon khác. S+ cộng kế tiếp Celebi. Celebi thì các bạn sẽ xem thấy rất là nhiều clip nói về nó rồi. Đây là một S+ cộng phải nói là hỗ trợ trong team rất là tốt, mặc dù nó là một con thuộc dạng phòng thủ khả năng khống chế của nó đó là gây chói và quan trọng hơn đó là nó có thể đặt hiệu ứng tem thời gian đặt lên là đồng đội có sức tấn công cao nhất bên bạn và nếu các bạn lên được 8 sao thì cực kỳ là tốt bởi vì là cứ mỗi lượt nó sẽ tạo ra được hiệu ứng đó là cái tem thời gian đặt lên là ngẫu nhiên một đồng đội khác và đồng đội đó mà khi mà nhận một sát thương trí tử sẽ quay lại đúng cái thời điểm mà cái tem đặt lên máu với cả nộ như thế nào thì sẽ quay lại đúng lúc đó thế nên là CNB đây là một con theo kiểu mà giúp cho bên bạn có thêm một cái sinh mạng nữa 4 sao thì các bạn cũng không cần thiết phải nuôi bởi vì là nó cũng chỉ đặt được một cái tem thời gian thôi Tuy nhiên nếu lên đạm 8 sao thì cực kỳ là đáng bởi vì là cứ mỗi lượt và cứ cách thêm một lượt nữa 1 2 4 6 8 thì nó sẽ đặt hiệu ứng tem kháng tử lên đồng đội của bạn nếu giả sử bên bạn mà toàn những Pokemon nhây và phòng thủ cao chẳng hạn thì uh, xong đến tận lượt thứ 8 thì cả uh, toàn bộ team của bạn là có cái kháng tử rồi thế nên Celebi đây là một Pokemon rất là tốt và đáng để lên để 8 sao Và từ hồi mà bắt đầu CDB ra mắt Ở bản tiếng chung bây giờ được năm rưỡi rồi Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người vẫn đang sử dụng Bởi vì là cái khả năng đó tạo ra khẽ, tem kháng tử của nó Và ngoài ra đoàn tuyệt kỹ của nó nó cũng khả năng đó là trừ nộ địch S cộng kế tiếp đó là Eventual Eventual này chủ yếu là các bạn lấy để sử dụng Đó là lúc mà À, tàng hình được hai lượt đầu này và lượt đầu tiên thì nó sẽ làm cho ngẫu nhiên một địch sẽ bị hóa đá này. Vì eventual này 4 sao có thể sử dụng tốt được sẵn rồi, nhưng lượng sát thương gây ra thì cũng chưa phải là quá đến mức kinh ngạc. Nếu mà lên 8 sao thì ở bản tiếng Việt này thì sẽ bằng 4 sao ở bản ở các bản khác bởi vì là tạ, 8 sao, hiệu ứng của nó đã chuyển về 4 sao ở bản tiếng Anh và bản tiếng Trung rồi. Nếu bạn lên 8 sao thì cứ mỗi khi đồng đội hay là địch bị chết thì nó sẽ được tăng thêm 12% sát thương thế nên là eventual nó sẽ càng lúc càng mạnh khi mà đồng đội hay là bên địch sẽ bị chết này còn lúc bắt đầu dạy như là lượt đầu ấy hòa đá một địch trong vòng hai lượt đầu thì nó cứ dần dần đến lượt của nó nó sẽ hút chỉ số máu và song công của địch sẽ làm địch bị suy yếu và đến bắt đầu lượt thứ ba nó bắt đầu xuất hiện lúc này thì nó sẽ ra một đòn tuyệt kỹ được và lúc lúc đó nếu mà giả sử mà bên dạng như là nó ra thì chủ yếu là để quét nốt những địch mà đang còn tàn tích lại thôi. chứ còn nếu mà giả sử mà không giết được địch thì coi như là eventual nó hiện ra là coi như là sẽ tử trận luôn. bởi vì là khả năng lúc đó nó ra nó sẽ rất là yếu. thế nên là eventual này các bạn có thể sử dụng tốt sẵn ở 4 sao rồi. còn nếu lên 8 sao thì mình thấy cũng không đáng cho lắm. trừ phi là bạn đam mê. còn dần dần về sau có nhiều s cộng khác nó tốt hơn rồi. thế nên là các bạn lấy sử dụng eventual sẵn ở 4 sao là ok rồi. Còn lên 8 sao thì để dành cho những con khác thì sẽ tốt hơn. Còn tất nhiên là có nhiều bạn vừa lấy Eventual xong nâng lên 8 sao bảo mạnh thì vẫn là ok. Bởi vì là 8 sao của Eventual lúc đó bắt đầu mới ra thì đương nhiên là mạnh rồi. Nhưng mà chúng ta nên tính những cái sau lâu dài hơn chẳng hạn. Thì Eventual nó chỉ sử dụng uh, tốt sẵn ở 4 sao rồi. Tiếp theo đến cặp đôi X và Y. Đây chính là sơnia và đây chính là skin của nó. Có thể nói Sonya uh, một trong những S cộng hỗ trợ gần như là tốt nhất ở trong uh, team rồi hiện tại ở bản tiếng Trung với bản tiếng Anh hiện uh, nếu mà chỉ về 4 sao thôi nó sử dụng ngày này qua ngày khác từ tim này qua kim khác đều vẫn có thể sử dụng tốt được cái khả năng của nó đó là tăng thêm máu gốc dành cho tim của bạn này hồi máu này xong rồi giảm sát thương này nói chung rất là nhiều và có thể gây ra hiệu ứng khống chế này và bổ trợ cho cái đồng đội mạnh nhất của bạn là có khả năng kháng tử khi mà nó lên 8 sao với khả năng của nó đó là tuyệt kỹ nó sẽ tạo ra cái sợi dây liên kết làm giảm sát thương bên bạn đi rất là nhiều luôn cực kỳ nhiều còn nếu bạn lên 8 sao thì có sẵn dậy dây liên kết đó trong vòng 2 lượt thôi Và ngoài ra thì giúp cho Pokemon mạnh nhất bên bạn có khả năng kháng tử được một lần Thế nên Surnia là một S cộng cực kỳ đáng để lên 8 sao Còn nếu mà bạn không lên 8 sao thì 4 sao vẫn có thể sử dụng cực kỳ tốt Và bây giờ nó không thể thiếu ở trong cái team nào ở bản tiếng Anh hay bản Đài Và bản tiếng Trung thì vẫn có thể sử dụng được tốt Khi các bạn đi cùng với team tiên đất đá Hiện tại bây giờ thì từ cái lúc bắt đầu giá mặn Cũng tầm 1 năm rưỡi rồi Hoặc là hơn thì Sonia vẫn luôn ở trong cái team uh, đội hình của mình bởi vì là cái khả năng hỗ trợ của nó sẽ cực kỳ tốt và có thể đi cực kỳ là lâu dài với Celebi và Sonia thì Sonia vẫn được đánh giá cao hơn trong bộ ba Sonia, Celebi, Ziachi thì luôn luôn đi đầu này xong bắt đầu đến Celebi được sử dụng tiếp theo còn với bản tiếng Anh thì Ziachi sử dụng nhiều hơn còn những ở tiếng Trung bây giờ Celebi và Sonia sẽ đến với S cộng cuối cùng trong phần Pokédex ở bản tiếng Việt đó chính là Zara Giao ra ở thời điểm mà nó ra mắt thì, thì phải nói là đây là một s cộng có khả cái lượng sát thương gây ra rất là cao cái khả năng sinh tồn cũng rất là tốt và cái khả năng khống chế của nó cũng cực kỳ là khó chịu luôn với Giao ra này nếu các bạn mà chỉ sử dụng mà dưới 8 sao thì nó cũng chỉ uh, uh, theo kiểu mà sát thương gây ra cũng tầm bình thường Tuy nhiên là cái khả năng sinh tồn của nó rất là tốt bởi vì cứ mỗi lượt thì nó, nó sẽ tạo ra một cái bóng dựa theo đó đó 50% chỉ số của nó tạo ra liên tục mỗi lượt này, cho nên là cái bóng này nó có thể khả năng đó là đỡ hộ cho chủ của nó. Thế nên Geo ra nó sẽ rất, rất là khó chết. Nếu mà không kiểu dạng như đánh chết được cái bóng hay là có khả năng đánh trúng vào người nó thì nó mới có thể tử trận. Geo ra khi mà lên 8 sao thì nó sẽ bổ trợ thêm một cái bóng đấy của nó nữa dành cho hệ giác đấu hoặc là hệ điện. Thì nhiều bạn chơi Zelom chẳng hạn thì đến lượt Geloa -ra, ra mắt thì nó cũng sẽ giúp cho Zelom có thêm cái khả năng sinh tồn tốt hơn. Với bạn nào mà không chế S Megaray hay là Brian Gordon thì giao ra có phải nói là đáng để lên 8 sao để đi cùng với Jackrom chẳng hạn hoặc nếu bản tiếng Việt có thể cập nhật được Masadao thì đây sẽ là bộ đôi hot hơn so với Jackrom với cả giao ra gel ra này sát thương của nó gây ra cũng rất là cao cứ mỗi đòn tấn công thì gây ra bằng tầm 120 phần trăm hay là bao nhiêu nhỉ 200 phần trăm cái công vật lý của nó nó sẽ tấn công đến tận 5 lần còn nếu các bạn lên được 11 sao thì nó sẽ tấn công đến tận 6 lần Tuy nhiên nếu mà khi đánh lên con uh, me hay là đánh lên Diamond Gordon Thì lượng sát thương gây ra cũng không hề là uh, Mạnh đâu Cũng rất là yếu thôi Bởi vì uh, me là một con uh, phòng thủ vật lý này Với cả Diamond Gordon là một con phòng thủ cực kỳ cao Thế nên là ra này Nếu các bạn đọ với team mà không có S Diamond Gordon hay là Diamond Kyo chẳng hạn Thì ra nó có thể là Thể hiện được tài năng của nó Còn nếu không thì ra này Đánh lên những con mà có phòng thủ vật lý cao Cũng sẽ rất là yếu nhưng mà tuy nhiên 4 sao đã sử dụng tốt sẵn rồi và 8 sao thì nó cũng sẽ tốt hơn nếu các bạn có thêm Pokemon hệ điện nữa để tạo ra hai cái bóng ở trong team. Thì dần dần những S cộng về sau càng lúc nó càng mạnh như các bạn thấy rồi. Đó là rất nhiều S cộng về sau 4 sao nhưng mà nó thể hiện rất là tốt ở trong team. Ví dụ như là Sonia này, Magena này hay là Shiny Mega Gardevoir này chỉ cần 4 sao thôi nhưng mà nó nhiều lúc ăn đứt đứt à, những S cộng cũ 8 sao rồi, có khi cả cả 11 sao luôn. Thế nên là gọi là lâu dài thì cũng chỉ có vài con thôi Chủ yếu là Sonya là chính này Còn đâu là những S cộng mới nó sẽ dần dần thay thế hết dần S cộng cũ Đó lý do tại sao tại mình lại sử dụng những S cộng mới 4 sao Còn đâu những S cộng cũ Kiểu dạy như là toàn những có rất là nhiều S cộng mình đã lên 8 sao rồi chẳng hạn Nhưng mình cũng bỏ qua nó luôn Bởi vì là thực sự, sự S cộng mới nó quá là mạnh Thế nên là nếu các bạn mà như gọi là xác định chơi lâu dài chẳng hạn. Một con nào đó thì cũng sẽ rất là khó, chủ yếu là những con hỗ trợ thôi. Còn dần dần là nếu bạn mà chưa có một team mạnh, đương nhiên là con đó, S cộng đó nó vẫn ở trong team của bạn rồi. Còn khi các bạn có một con S cộng mới hơn chẳng hạn, và mạnh hơn thì đương nhiên là các bạn sẽ phải đá những con cũ đi rồi. Thế nên là nếu mà các bạn chơi vui thì chị chơi những con yêu thích, còn nếu bạn muốn mạnh thì lại phải hướng đến những S cộng mới hơn còn uh, hầu như là mình hay học theo đó là những cái trận đấu của người chơi bản tính chung hay là những cách build của mình hay là xem những trận đấu nhiều con mà người ta hay sử dụng chứng tỏ là những con đó là nó tốt và rồi như là mạnh rồi này còn nếu con ít sử dụng thì thì chủ yếu là những con đấy là uh, có thể là yếu hoặc là có thể là nó không hợp tim thì uh, uh, cứ nói chung là cứ theo dõi những trận đấu của họ thôi và dần dần là mình cũng nhận ra được những kinh nghiệm và đó là những cái chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình về những s cộng nếu các bạn cảm thấy quan tâm thì các bạn có thể tham khảo còn nếu không thì các bạn hãy chơi theo cái đam mê của bạn